Xin chào, xin chào quý khách. Thì bữa nay shop test một bộ giảm tốc nha. Một bộ này thì nó gồm 3 phần, động cơ 400W, 3 pha qua một cái bộ, cái bộ này gọi là bộ gì ta? Tức là mình tinh chỉnh được nha, mình chỉnh được cái hành trình 16,7 vòng trên phút cho tới 100 vòng trên một phút. Hàng Chibaki. Ở đây là cái đầu hộp số ra cuối cùng nha. Cốt lớn. Thì những bộ như vậy thì phù hợp cho những khách kéo tải lớn á. Tải khoảng 1 tấn đổ lại á. Mình giới thiệu nhiều rồi nhưng mà chưa có thời gian test. Thì có thắng nha. Mình cũng xoay cái đầu kia ra đây thấy rồi, phát nhanh lâu chậm đó, mình phải chỉnh nha, cái gì mình chỉnh nhanh lên cái đầu kia nhanh hơn. Mình thấy cái đầu giảm tốc sau nó ra nhanh hơn. Khi mình chỉnh về phía phát á, thì ở trên trên đây nè, cái mũi tên này, cái số là sẽ đi lên, nó lên 5 này, lên 6 này. 6 7 ở đây nhé, để nè, turn only when running, mình chỉ chỉnh khi nào mà động cơ nó quay thôi nha. Động cơ nó im thì mình không có chỉnh nha, mình chỉnh nó sẽ bị hư hỏng đầu hậu rồi. Đầu ra nó nhanh hơn, đầu ra thì nó sẽ từ 16,7 cho tới 100 vòng trên một phút, 4 pha 50 hiệp à, hay à, 4 khe chứ, 4 khe. Chỉnh chậm lại, chậm lại nha. Cái bộ này xài dầu, dầu mình nó đổ lên đầy. Đầu ra nó sẽ giảm lại, giảm lại. Những cái số đây nè, số 4. Chỉnh về không luôn thì nó chậm nhất, rất chậm. Rồi không, rồi không, rất là chậm. Cái nó lại đây, cái lắc của nó ít vào. Thì qua biến tầng để thắng, thắng 24V. Bộ này mình bán rẻ lại nha, bán rẻ là cho khách nào cần chạy tời, chạy kéo,